có gọi rằng là các thương nhân ở Việt Nam kinh doanh tốt mua một chai nước hoa 99.000 mà bán với cái giá 300-400.000 ở trên Shopee. Lại thế thì có khi mình cũng đi buôn nước hoa mất. Hi, xin chào bạn quay trở lại kênh YouTube của mình và quay trở lại với Midsummer Firefly của Miniso. Đây, một chai nước hoa rất là hot và cũng cứ nhờ chai nước hoa này thì rất nhiều bạn biết đến kênh YouTube của mình và chúng ta cùng nhau đến với những điều mà các bạn cần biết sau một năm khi Miniso Midsummer Firefly lên sóng và nổi tiếng. Và nếu như thấy video của mình hay thì đừng quên like, share, subscribe và có thể donate ủng hộ mình theo đường link phía dưới và mô tả nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. Nếu như các bạn chưa biết về chai nước hoa này và chưa xem qua cái video mình review về Midsummer Firefly của Miniso thì mình sẽ tóm gọn ở đây. Đây là một chai nước hoa nó có mùi hương giống đến tầm 70-80% so với chai nước hoa Lilabo Santo 33, một chai nước hoa rất là hot trong khoảng tầm 2-3 năm trở lại đây tại thị trường Việt Nam. Thì Lilabo Santo 33 nó là một cái mùi hương gỗ xưởng cưa rất là đơn giản. Các bạn vào cái xưởng cưa mùi cái gỗ mùn cưa như nào thì Lilabo Santo 33 nó như vậy. Và chai nước hoa này nó có mùi hương giống đến tầm 70-80% so với Lilabo Santo 33. Và mùi hương ở đây thì có phần nhẹ hơn và fresh hơn một chút. Và mình đã có rất nhiều cái video review em nó này, rồi so sánh hai mùi hương với nhau, phỏng vấn hẳn hoi luôn ở ngoài phố đi bộ, các bạn có thể tìm xem lại trong những cái video mà mình đã đăng. Sau đây là những điều mà các bạn cần biết về chai nước hoa này sau một năm ra mắt. Đó là chai nước hoa này nó có giá niêm yết tại các cửa hàng của Miniso là 99.000 cho một chai 25ml này. Trong bộ này còn rất nhiều mùi khác nhau và đây là một cái mùi gọi là cháy hàng nhất. Và theo như mình tìm hiểu thì họ vẫn sản xuất ra mùi hương này thường xuyên, nhưng sản phẩm này không, gần như các bạn rất là khó để có thể tìm được tại các cửa hàng của Miniso, tại vì những cái người biết đến chai nước hoa này thì họ đã ôm hết rồi. Cái thứ hai đó là nếu như các bạn muốn sở hữu chai nước hoa này thì ở Shopee bán khá là nhiều, và mình có tìm hiểu qua thì nó cũng có giá khoảng tầm 250-300, thậm chí là 400.000 cho cái chai, và có giá gốc là 99.000, bán lãi vãi chưởng gấp 3-4 lần luôn. Và với cái giá như vậy thì có nên mua nữa hay không thì với mình là không. Tại vì nếu như các bạn bỏ tầm 300.000 ra để mua chai nước hoa này thì các bạn chỉ cần bỏ thêm 200.000 nữa để có thể mua được chiếc 10ml của Lilabo Santo 33 theo giá thị trường tầm 500-550 là các bạn có thể sở hữu 10ml rồi của Lilabo Santo 33, chứ không nhất thiết phải mua một cái mùi hương như này nữa. Cái điều thứ ba đó là về mùi hương này thì chắc chắn là nó không thể nào có độ mượt mà, có độ bám tỏa tốt bằng chai Lilabo Santo 33 được. Đây là mình nói chỉ khía cạnh là giống đến khoảng tầm 70-80% về mùi. Còn về độ bám tỏa thì chai nước hoa này chỉ lưu ở trên da mình tầm 4-6 tiếng tùy lô hôm và tùy da thôi. Và cái độ tỏa hương nó tầm nửa cánh tay thôi. Nên là các bạn mong chờ rằng là nó có thể thay thế được hoàn toàn, và với cái giá 99.000 thì chắc chắn là Miniso Midsummer Firefly này không đáp ứng được điều đấy của bạn. Và điều cuối cùng đó là cái vai mùi gỗ xưởng cưa nổi tiếng của Lilabo Santo 33 giờ đây nó đã quá là định hành, nó như kiểu nước hoa quốc dân vậy. Còn tầm 2-3 năm trở lại đây, đặc biệt là 1 năm trở lại đây khi mà mình đi đến rất nhiều nơi thì mình ngửi được cái mùi hương này rất là nhiều. 10 người thì chắc là tầm 2-3 người đã xịt mùi hương này rồi. Thậm chí là nó còn phổ biến hơn kiểu Blue de Chanel hay là những chai nước hoa Gucci, Dior, Sauvage phủ mọi thứ. Gần như là chỉ cần có tiền một chút thôi thì gần như các bạn đều sử dụng mùi hương của Lilabo Santo 33. Và nếu như bạn là một người bám chen rồi thích những cái mùi hương nổi tiếng nhưng mà các bạn không muốn bỏ qua quá nhiều tiền thì đây là mùi hương các bạn nên mua. Hoặc là các bạn muốn biết qua về mùi hương của Lilabo Santo 33 như nào, đặc biệt là với cái giá rẻ như vậy thì nó rất là phù hợp với những bạn học sinh sinh viên muốn một cái mùi hương nổi tiếng. Còn nếu như bạn là một người gọi là mua để sử dụng và gọi là mua để không muốn đụng hàng thì em nó không còn thực sự là lựa chọn hàng đầu. Mình vẫn nghĩ rằng là các bạn nên mua chiết của Lilabo Santo 33 xịt thì tốt hơn, hoặc là tìm một cái mùi hương khác tốt hơn. Còn đây là một cái gọi là thử mùi bám chen thôi. Và vừa rồi đó là những cái điều các bạn cần biết trước khi các bạn xuống tầm 200-300 nghìn ở trên Shopee để mua chai nước hoa Midsummer Firefly của Miniso với giá 99.000. Tại vì chai nước hoa này thì gần như là không còn ở các store rồi. Nếu như các bạn không quá lăn tăn về vấn đề tiền về 200-300 nghìn thì các bạn không cần xem video này. Còn nếu như các bạn đang lăn tăn về em nó thì mình nghĩ rằng đây là một thông tin rất là bổ ích cho các bạn. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.